Chris Grubb đã đề cập đến cái vấn đề xóa bỏ giới hạn trong thiết kế robot bằng các hình khối vuông vắn và thay vào đó là những cỗ máy hình thể như sinh vật sống. Cái idea này xuất phát từ bộ truyện Kainer của Nhật Bản. Hi, all my friend. Welcome to Unbox and Review the Gen Formal Show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Gen Formal của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay mình sẽ Unbox Review cho các bạn xem một trong những thủ lĩnh vĩ đại nhất của chủng tộc Cybertronian, đó là Optimus Primal. Yes sir. Cái này thì mới xuất hiện gần đây thôi các bạn. Và nếu các bạn nào hâm mộ dòng Beast Wars thì không thể nào bỏ qua cái sản phẩm này được. Trước khi Unbox, mình cũng sẽ review chút xíu một cái hộp nha. À, cái hộp này, cái đây là cái phần vỏ rất là nhám ha. Đây, nó như thế này ha. Và trên này có cái chữ Full Reaction nè. Và Optimus Primal nó in nổi nha. Và cái chất in rất là tốt luôn. Bí mật còn bên trong này nữa. Bây giờ mình sẽ kéo ra nha. Yes. Oh, nó như thế này ha. Rồi, các bạn thấy chưa? Phía trước này là mình sẽ có một cái cửa sổ nè, để nhìn được em Optimus Primal của mình trong này nha. Oh, phía sau, wow, rất là đẹp. Cái này là hộp in giấy láng thôi. Và có logo đàng hoàng luôn. Cái này là có cái license của Hasbro nha các bạn. Có bản quyền. Và một số cái hình ảnh in rất là sắc nét ha. Cơ bản là như vậy. Bây giờ mình sẽ unbox đây nha. Let's go. Ta-tan. Wow. Rồi có một cái lớp bóng kính nè. Mình sẽ gỡ nha. Wow. Wow, ha, mở ra là thấy nhân vật chính luôn. Wow, thơm lừng luôn, cái mùi nhựa thơm. Oh, mình cầm trên tay mình thấy rất là đã nha các bạn. Khá là nhẹ ha, không có nặng đâu. Rồi, bên này như còn một cái lớp nữa nè. Oh, cái hãng này nó có liên quan gì tới Sentinel Toy không ta? Oh, mình có một cái con à. Sentinel nó cái bay nó y chang vậy luôn nè. Rồi, đây là một cái tạo dáng nè. Có một cái cọc song kiếm. Đây, để mình lấy ra luôn. Wow, rất là đẹp luôn nha. Ha ha. Rồi, tạm để đây nhé. Đây, tiếp theo là hai cái phần súng nè các bạn. Và cuối cùng là hai cái phụ kiện. Đây, đây là hai cái phụ kiện nha. Chút xíu nữa mình coi thử là nó làm cái gì ha. Ồ, ngoài ra thì hãng cũng cho mình một cái cuốn hướng dẫn như thế này ha. Mình bóc ra xem luôn nha. Wow. Oh, in rất là sắc nét nha các bạn. Hướng dẫn tất cả các cái chi tiết ha. Cơ bản là như vậy nha. Vừa rồi thì mình đã unbox xong em Optimus Primal đến từ Flametoy. Yeah. Tất cả các cái thành phần mình để trên bàn, mình nhắc lại một chút xíu nha. Ở đây mình có một cái cuốn sách như thế này ha. Hai cái khẩu súng đây, em Optimus, một cây đế. Đây là hai cái dao rất là dữ dằn luôn. Hai cái port như thế này. Một cái dụng cụ hỗ trợ bao dáng nha các bạn. Trước khi vào review thì mình cũng muốn nói một chút xíu. Cái video của mình thường thường các bạn sẽ thấy có những story, thì mình muốn nói về story để biết về cái nguồn gốc, về tại sao thiết kế ra cái nhân vật như vậy. Thì từ đó mình xem video hoặc là mình sở hữu cái con toy, mình sẽ thấy yêu thích, mình thích nó hơn rất rất là nhiều nha. Và hôm nay mình sẽ nói về nguồn gốc thiết kế của Beast Wars nói chung. Như các bạn đã biết thì Beast Wars các Transformer là nó biến thành cái dạng thú, và cụ thể em Optimus Primal ở đây là biến thành dạng con khỉ. Và tại sao lại có thiết kế như vậy thì hôm nay mình sẽ giải thích cái vấn đề đó. Đầu tiên phải nói đến là giám đốc dự án Beast Wars là Vincent D'Oliva, là cái người định hướng và phát triển cái dòng này ngay từ đầu tiên. Và đây là một trong những dự án cuối cùng của ông trước khi ông rời khỏi Hasbro giai đoạn năm 1989 đến năm 1999 nha các bạn. Và ông là một người tài năng đến mức mà người ta phải dùng cái cụm từ để mô tả ông như sau: He's kind of a big deal that no one can know about. Nghĩa là ông là một người cái gì đó rất là ghê gớm và khó có thể hiểu được luôn. Và ông này chịu trách nhiệm phát triển rất rất là nhiều cho các cái dòng của Transformer nè, G.I. Joe nè, Street Fighter nè, Mortal Kombat nè, Teenage Mutant Ninja Turtles nè, Predator vân 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 vân, các bạn đã biết qua rồi đó. Và một cái nhân vật không kém phần quan trọng đó là Chris Cord, làm leader design của Beast Wars nha các bạn. Chris Grubb đã đề cập đến cái vấn đề xóa bỏ giới hạn trong thiết kế robot bằng các hình khối vuông vắn và thay vào đó là những cỗ máy hình thể như sinh vật sống. Cái idea này xuất phát từ bộ truyện
Skyliner của Nhật Bản. Ngoài ra, một điểm đáng chú ý là thiết kế vẻ ngoài muôn thú và biến thành cái dạng robot thú thì rất là dễ gây hiểu lầm. Thành thử là họ đã thiết kế ra hai cái dạng cái mặt nạ đó các bạn. Thì cái mặt nạ người để đậy vào để cho thấy là đây là cái con robot. Và ngoài ra thì còn cái mặt nạ thú là cái Milking Head hoặc là cái Bismarck ở Nhật Bản đó các bạn. Các bạn thấy thú vị không? Và thời điểm đó người ta dùng cái cụm từ là Dramatic Trend dành cho thiết kế của Chris Kort là để nói lên đây là một cuộc cách mạng trong thiết kế rất là dữ dội luôn. Và tại sao nó có tên là Beast War? Cái thời điểm Beast War ra mắt thì cái phim Terminator kẻ hủy diệt lúc đó đang là trending luôn các bạn. Và toy line của nó có tên là For The World, nên Hasbro lấy cảm hứng đó và đặt tên là Beast War. Và đó là nguồn gốc về những người tạo nên Beast War nói chung và hình tượng Optimus Primal đứng ở đây nói riêng. Và hôm nay mình sẽ không nói sâu về nhân vật Optimus Primal này, vì hôm nay đây là một cái video đầu tiên về dòng Beast War, nên mình muốn nói sâu về Beast War để các bạn hiểu. Bây giờ đi ngay phần review nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái phần tổng thể nha. Em này cao tầm khoảng 17cm và mình cầm thấy khá là nhẹ nè, và cảm giác cầm nắm thì nó khá là chắc chắn. Và các bạn xem một vòng nha. Rất là ra cái dạng thú luôn và cực kỳ đẹp luôn các bạn. Flametoy sáng tạo cái sản phẩm này cực kỳ tốt, họ tập trung toàn bộ vào thiết kế hình dáng nha, tại vì em này là không có trend được nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần đầu. Ở phía trong này phần cổ nè, có một cái khớp mình có thể trượt tới trượt lui, nó giúp gia tăng biên độ cho cái đầu nha. Và phía trên này thì là một cái khớp cầu. Cái khớp cầu này nó giúp cho cái đầu này có thể xoay được rất là nhiều hướng, và cái đầu này có thể xoay được 360 độ luôn các bạn. Và nhờ như vậy thì cái đầu này có thể tạo ra được tất cả cái tư thế và mình tạo được cái thần thái tốt nha. Và cái thiết kế cái đầu này mình thấy rất là hay. Các bạn xem cái phần chi tiết ở phía trên này nè, nó sơn bằng cái chất liệu giống như là cái sơn tĩnh điện, cái màu xanh này rất là đẹp luôn. Và hai cái tai này nó làm cái hơi nhọn, thì mình thấy cái này các bạn cẩn thận chút xíu có vẻ là dễ gãy nếu mình cầm vào mạnh nha. Nhưng mà mình cũng bóp thử chút xíu nha. Đó các bạn thấy không, nó hơi cong cong vô một chút xíu nhưng mà cảm giác thì nó vẫn cứng đó, nhưng mà tốt nhất là cẩn thận nha. Và cái phần mắt nè, nó sơn cái màu đỏ. Và cái phần mặt này mình thấy khá là hay luôn. Nếu mà nhìn từ xa thì cảm giác giống như là con khỉ nó nhe nanh ra các bạn. Nhưng mà nhìn gần thì các bạn xem nha, ở phía bên trong này nó có một cái phần miệng luôn nè. Nhìn kỹ nó vẫn ra cái mặt người nha, nó rất là hay. Và mình rất là tiếc trong cái khâu mình đặt hàng đó, mình đặt lộ một chút xíu nên là mình không lấy được cái bản nó có cái mặt nạ Chushin. Cái mặt nạ Chushin này là cái Mutant Head, mình có thể thay cho cái mặt người này và nó thành cái mặt thú nha các bạn. Cơ bản là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi tiếp vào cái phần thân. Đầu tiên nó sẽ xuất hiện hai cái khớp eo phía dưới và cái khớp trên ngực. Thì cái khớp trên ngực này là một cái khớp cầu nha, mình có thể xoay được tất cả các cái hướng luôn, rất là linh hoạt. Đó, nó nghiêng qua được như thế này và nó nghiêng qua được như thế này. Thậm chí nó ngửa ra được như thế này luôn. Nó có thể ngửa ra được như thế này. Các bạn xem biên độ nha. Và nó gập tới phía trước. Và các bạn để ý nha, ở trên này nó có một cái port như thế này. Đây, nó sẽ nhích lên được một chút xíu. Đây nè, mình sẽ đẩy lên một chút xíu. Khi mà đẩy lên chút xíu nè, thì cái này mình gập tới nó sẽ không có bị va chạm vào cái phần phía dưới, nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Thiết kế này khá là hay và mình rất là thích cái khớp cầu ở chỗ này. Nó làm cho cái thân này rất là linh hoạt luôn. Các bạn xoay cái phần trên này nè, và các bạn có thể cúi tới và ngửa ra sau, tạo ra rất là nhiều cái tư thế cho cái phần phía trước này. Mình thấy rất là hay luôn. Và ở phía trước này họ thiết kế cái phần này ha, những cái chi tiết này họ đều sơn giống như là tĩnh điện các bạn. Các bạn xem nhé, hai cái phần hai bên đầu nè, nó như cái bánh răng nó đi xuống và nó làm rất là sắc nét. Cái phía trước thì nó có một cái vị trí như thế này. Mình cảm giác giống như cái ma trận lãnh đạo như các bạn, và nó tạo cái điểm nhấn cho cái phần phía trên này nha. Và ở phía sau các bạn xem nè, wow, mình cực kỳ thích cái phía sau này luôn. Các bạn thấy không, nó giống như là hai cái động cơ đẩy. Và cái chi tiết này đây, những cái vân này nó vẫn tạo cho chúng ta thấy đây là cái hình dạng con khỉ nè. Mình nhìn cảm giác giống như là chút xíu nữa mình có thể transform qua được nha các bạn. Cực kỳ hay ha. Và ở đây thì các chi tiết nó có nhiều cái màu. Cái màu của lông khỉ nè và cái màu xám đen của sơn tĩnh điện nó kết hợp với nhau, thấy giống như là cái da khỉ và đi với cái chi tiết máy, nó rất là hài hòa luôn các bạn ơi. Thật là đã. Nhìn cưng quá luôn. Rồi, tiếp tục đến cái phần eo phía bên dưới. Thì ở đây thì mình chỉ có một cái khớp bình thường thôi, mình có thể xoay được 360 độ nha các bạn. Và cái khớp này khá là chắc chắn nha. Mình cảm giác mình xoay, cái thiết kế nó hay á, là mình xoay nó vẫn là nhẹ nhàng nhưng nó chắc, chứ nó không phải cứng mà mình phải dùng lực quá nhiều. Đó các bạn xem nè, có thể xoay được 360 độ luôn. Và mình rất là tiếc là cái chỗ này á, nó không có thể gập tới hay là bẻ qua bẻ lại. Tuy nhiên là cái phần phía trên nó đã bù rồi, thành thử là mình có thể chấp nhận được cái vấn đề này. Và các bạn lưu ý nha, ở đây nè, nó có hai cái phần như thế này. Mình
kẹp lên như thế này và mình đẩy xuống. Thì khi các bạn xoay cái phần eo này nè, các bạn nhớ đẩy cái này xuống để xoay cái này cho nó trơn tru hơn nha, để nó tránh và vướng vào cái chỗ này nó bị trầy sơn nha các bạn. Và ở đây thì hai cái port này nó sơn cũng rất là đẹp luôn ha ha. Và ở cái phía sau nè, đây cái phần này là cái phần giáp mông nè, mình có cái khớp mình có thể bật lên bật xuống như thế này đó, khá là đẹp. Và nó che cho cái phần phía sau này nha, nó tạo ra một cái phần giáp mông rất là hài hòa để nó kết nối cái phần thân xuống với cái phần chân rất là tốt luôn. Cái phần giáp mông này bật lên thì các bạn nhìn sâu bên trong nha, có chữ 2021 Hasbro Made in China nha các bạn, bản quyền khắc ở mông. Tiếp tục mình sẽ nói về cái phần tay. Cái phần tay này thì nó rất là nhiều cái khớp trong này luôn nha các bạn. Đầu tiên nha, nó sẽ có một cái khớp như thế này, mình có thể đưa lên như thế này. Đó, nó chỉ như thế này thôi ha. Và cái phần giáp đây nè, cái phần giáp thú đây nè, mình có thể bật lên được như thế này. Và tiếp tục mình sẽ xuất hiện một cái khớp ở trong này, mình đẩy lên, nó rất là chắc chắn luôn. Các bạn xem nè, đó, nó sẽ đẩy được lên như thế này nha. Và đưa xuống như thế này. Tiếp tục là ở trong này, nó có một cái khớp mình có thể xoay được 360 độ luôn. Đây các bạn xem nè. Đó các bạn xem nha. Xoay 360 độ mình để ngang nè. Đó. Nó xoay như thế này và khá là chắc chắn nha, cực kỳ tốt luôn. Và tiếp tục trong này có một cái khớp mình có thể lắc tới như thế này và đẩy ra sau như thế này. Đó, mình có thể lắc tới một chút xíu, đẩy về vị trí cũ, đẩy tới trước, đẩy về vị trí cũ. Và tiếp tục có một cái điều rất là hay trong này, mình sẽ giật nó ra nè. Đó, trong này nè. Đó, mình kéo nó ra một chút xíu. Wow. Khi mà kéo ra như thế này thì nó hở ra một đoạn và các bạn xem nè, nó sẽ đẩy ra phía trước được nhiều hơn và đẩy ra được cả phía sau luôn. Đó, và nó sẽ gia tăng thêm cái biên độ đẩy cao. Đây, bình thường á, nó chỉ đẩy lên tới này thôi là nó vướng cái giáp phía bên trong này rồi ha. Nhưng khi mình giật ra, đó như thế này thì nó sẽ đẩy lên cao hơn một đoạn nữa. Nó sẽ gia tăng cái biên độ cho cái phần tay đây và các bạn xem nè, nó sẽ giơ cao hơn lúc nãy một chút xíu nha. Rất là hay luôn. Lần đầu tiên mình thấy cái cơ chế là giật cái khớp này ra để nó gia tăng cái biên độ thì thiết kế này rất là tốt luôn các bạn. Tiếp theo về cái phần cánh tay nè, nó là cái cơ chế bản lề đôi, đầu tiên là gặp như thế này và sau đó mình xoay cái tay như thế này nha. Các bạn phải xoay như thế này để cái phần này nè nó về hướng về cái phần cánh tay phía trong và mình sẽ gặp thêm được một lần nữa, nó sẽ gặp sâu được như thế này nha các bạn. Đây, mình sẽ để ngang cho các bạn xem. Đầu tiên nha, gặp lên như thế này, tiếp tục gặp như thế này và chưa hết. Đây, trong này nó có một cái cơ chế này, mình sẽ kéo cái tay này ra. Đây, đây nè các bạn xem nha. Mình kéo cái tay ra nè, đẩy vào nè, kéo ra. Thì khi kéo ra như thế này, nó giúp gia tăng cái biên độ và cái tay này có thể gập được sâu hơn và có thể vươn dài hơn nha các bạn. Cái này là một thiết kế rất là hay và mình cực kỳ thích cái phần tay này luôn các bạn ơi. Và tiếp tục, ở trong này xuất hiện một cái khớp như thế này, mình có thể xoay được 360 độ cho phần cánh tay này và giúp gia tăng cái biên độ cho cái tay này rất là tốt. Và cái phần cánh tay này họ thiết kế cực kỳ hay luôn các bạn. Các bạn xem nhé, cái tổng thể này là một con robot khỉ, thành thử là cái phần tay này nó làm cho nó thô, nó to lên nhưng cái tỷ lệ nó rất là cân đối với toàn thân nên mình nhìn cái con robot nó cực kỳ lật luôn các bạn. Nó phối hợp cái màu trắng và cái màu đỏ kết hợp với cái màu xám kim loại và họ sơn rất là sắc nét, các bạn xem nè, nó làm cực kỳ bén và sắc nét luôn. Những cái chi tiết này họ làm rất là tốt và các bạn để ý nha, trên này nó có một cái port như thế này là cái súng. Thì các bạn xem nè, ở đây cái chi tiết nhỏ xíu à, mình không biết cái máy quay nó có thể hiện được hết hay không, nhưng cái này có vẻ là không có giống những cái đường thẳng mà nó xếp chút xíu, tuy rất là nhỏ nhưng họ làm cũng cực kỳ tốt luôn và được sơn tĩnh điện phối hợp với cái màu sơn bình thường rất là tốt. Và cái màu sơn bình thường này nó không cho mình cái cảm giác nhựa mà nó cho mình cái cảm giác là cái phủ sơn cực kỳ đẹp. Thực sự là em khỉ này quá là đã luôn các bạn. Rồi tiếp tục nhé, ở cái phần bàn tay này nè, cái phần bàn tay này thì mình có thể xoay được 360 độ luôn. Cái này là các bạn xem nè, mình kéo ra luôn nè, chỉ là một cái khớp như thế này thôi. Mình rất tiếc là nó không có thể lắc qua lắc lại đây, nhưng mà mình cố gắng thì mình có thể lắc qua lắc lại một chút xíu, đẩy lên này xuống một chút xíu. Tuy nhiên cái này là cái phụ thôi chứ không có cơ chế trong này nha. Và cái bàn tay này tuyệt vời luôn, trời ơi cái bàn tay, các bạn xem nè, mình sẽ có đầy đủ 5 ngón và tất cả đều full khớp nha các bạn. Đây, cái ngón cái nó có hai cái khớp như thế này, có thể gập lên gập xuống. Và một điều rất là hay là cái khớp trong này là cái khớp cầu, nên cái tay này, cái ngón cái này có thể xoay được linh hoạt tất cả các cái hướng. Những cái mô hình khác á, cái này nó bị giới hạn nên cái khi mà cái ngón cái nè, mình sẽ không xoay qua xoay lại và nắm được nhiều tư thế. Tuy nhiên nó thiết kế cái khối cầu ở đây thì mình thấy cái này nó sẽ xoay được, nắm được rất là nhiều tư thế nha các bạn. Và các bạn xem nè, cái ngón trên cùng nè,
Mình thấy giống cái ngón tay của mình không? Nó tạo hình hơi cong ngược ra sau một chút xíu, nó rất là hay luôn. Và nó tạo cho cái sự thực tế giống như cái bàn tay khỉ thực tế. Và cái này nếu mà các bạn nắm vũ khí thì sẽ rất là ổn luôn nha. Tiếp theo là về cái phần chân thì đầu tiên nhá, các bạn bật hai cái giáp này lên nha. Và trong này nó có một cái khớp, thì mình phát hiện ra cái này là cái cơ chế khớp cầu nha các bạn. Cái khớp cầu này thì nó sẽ khá là linh hoạt cho tất cả các cái hướng, tuy nhiên nó sẽ có bị một chút xíu cái hạn chế. Thì đầu tiên nhá, cái biên độ đá ngang như thế nào nha. Đó, mình sẽ đá lên được như thế này. Cái này thì nó chưa có vướng cái giáp chỗ này đâu, nhưng mà vì là khớp cầu nên mình chỉ đá lên được tới như thế này thôi. Vì cái phần phía bên trong này nè, nó bị cạ vào phần trong này nên mình chỉ đá lên được như thế này. Nếu mình nghĩ cái này họ khoét một cái vị trí trống ở chỗ này, hoặc là cái này lõm sâu vô hơn á, thì cái chân này có thể đá lên cao hơn. Tiếp theo là mình sẽ về cái cơ chế đá lên phía trước thì nó như thế nào. Mình chỉ đá lên được như thế này thôi. Đó, và khéo khéo thì mình lách ra đó một chút xíu, đó thì nó có thể đá lên cao được như thế này. Đó. Tuy nhiên cái này là hơi xiên ra ngoài chứ không phải đá thẳng nha các bạn. Rồi, ở phía sau tương tự cũng như vậy, mình sẽ đưa lên được như thế này. Đó. Và lách ra một chút xíu thì mình có thể đưa lên cao được như thế này. Đó, mình lách ra một chút xíu. Và ở phía bên trong này nha, nó còn có một cái xuất hiện một cái này, mình có thể lắc qua lắc lại một chút xíu. Cái này hơi khó lắc nha, các bạn phải giữ được cái phần này, tại vì cái này nó rất là chặt. Và mình phải giữ được cái phần này mình mới lắc được cái này. Cái khối này nè, nó lắc so với cái bên trong này nè, một chút xíu thôi, lắc qua lắc lại một chút xíu. Cái này thì nó giúp gia tăng cái biên độ cho cái chân này thêm một chút xíu nữa. Và ở đây các bạn xem nè, nó có một cái giáp thú. Và cái này là cái cơ chế khớp cầu luôn, mình có thể xoay được 360 độ rất là chắc chắn. Và có thể giữ được tất cả các tư thế ở các hướng. Cái này thì khi mà mình tạo dáng, mình sẽ linh hoạt giữ mấy cái này ở các cái tư thế khác nhau để tạo ra cái dáng đẹp hơn nha các bạn. Và phía bên trong cái giáp đùi này thì mình phát hiện nha các bạn, khi mình gỡ ra đó, nó cũng có cái chi tiết rất là đẹp trong này ha. Và để khi mà mình đẩy những cái giáp này đi những cái hướng khác nhau á, thì nhìn sâu vào nó vẫn có cái chi tiết bên trong này, nó đẹp nha các bạn. Tiếp theo là về phần cái khớp gối. Cái khớp gối này là một cái khớp rất là hay luôn. Cái này là cái cơ chế bản lề đôi. Đây, nó rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Và có thể giữ được tất cả các tư thế luôn nha. Đây, mình sẽ gập cho các bạn xem. Đó, cái biên độ nó như thế này ha. Đó, cái này gập lên như thế này, đưa lên như thế này. Đó, và các bạn xem nhé, ở trong này nè, phía bên trong, góc phía bên trong này nè. Đó, các bạn xem nè, nó như là cái lò xo vậy đó. Các bạn xem nè, cách. Đó, nó giống cái gimmick ha. Nó biến đổi cái hình dạng chỗ này, khớp nó chạy nè. Đó, nếu cái chỗ này, cái hình dạng thế này và cái này nó không chạy thì cái này sẽ không gập sâu được nha các bạn. Các bạn xem nè, đó, nó chạy vào trong nè. Đó, rồi sau đó nó gập thêm một lần nữa. Rất là hay, cái chỗ này mình cực kỳ thích. Phần đầu gối này khi mà gập đó thì các bạn sẽ thấy nè, có chi tiết nó lộ ra như thế này ha. Đó, nó trượt, nó lộ ra và hãng cũng sơn làm rất là đẹp luôn. Và nó tạo cái chuyển động cho này nha. Và khi các bạn nhìn vào trong nè, khi mà mình gập cái khớp đó thì nó vẫn ra một cái hình chi tiết máy, nó đẹp chứ nó không có bị cảm giác bị lộ khớp và xấu nha các bạn. Và tiếp tục, ở phía dưới này nó có một cái giáp như thế này. Cái giáp này có thể đẩy lên đẩy xuống. Cái này thì nó sẽ liên quan tới cái phần bàn chân. Chút xíu nữa nó đẩy lên đẩy xuống đó thì nó sẽ không có va chạm vào cái này nhiều. Cái này nó được sơn tĩnh điện luôn nha các bạn. Và nhìn nó rất là giống kim loại. Cái phần chân này nè, nó thiết kế cực kỳ lật luôn. Từ trên xuống dưới ha, nó phối hợp ra, nó tạo ra một cái tổng thể. Cái phần chân rất là lật để nó cân đối lại cái phần thân nó hơi nhỏ nè, và cái phần tay nó to, nó tạo ra cái sự cân đối hợp lý từ trên xuống dưới. Và các bạn xem nhé, ở đây nó sơn cái màu đỏ và cái màu trắng này, mình thấy nó hơi bóng bóng một chút xíu và nó không cho mình cái cảm giác nhựa nha. Cái cảm giác này nó rất là tốt. Và những cái giáp khỉ này họ in cũng rất là sắc bén. Những cái màu này là những cái màu giả kim loại, những cái màu chì đậm nè, và cái màu kim loại sáng hơn một chút xíu, nó đi với nhau, nó tạo ra một cái mình thấy cực kỳ đã luôn. Nó rất là chi tiết cái phần này, cực kỳ đẹp nha các bạn. Cái bàn chân này thì nó xuất hiện hai cái khớp nha các bạn. Đầu tiên là sau bên trong này nó xuất hiện một cái khớp, mình có thể lắc cái chân trước đến trước như thế này và đẩy ra sau như thế này một chút thôi nha các bạn. Đó, nó như thế này ha. Và nó không có lắc ngang nha, nó chỉ là đẩy ra trước, đẩy ra sau để gia tăng cái biên độ thôi. Và tiếp tục ở phía dưới nó mới xuất hiện một cái khớp cầu, thì cái khớp cầu này nó mới gia tăng thêm cái biên độ nó lắc nè. Đó các bạn thấy không? Nó có thể đẩy lên trước như thế này, chọi xuống như thế này ha, đẩy lên trước như thế này, chọi xuống như thế này. Và cái biên độ ngang thì nhờ cái khớp cầu á, mình có thể lắc được như thế này luôn. Và nhờ cái khớp cầu này thì cái chân này có thể xoay trở được rất là nhiều cái tư thế nha các bạn. Và cái này là một cái thiết kế mình thấy rất là thích.
hãng làm cái khớp cầu này nó rất là chắc chắn và nó giúp tạo ra cái tư thế chân nó tốt hơn. Cái mũi chân với lại cái gót thì nó cũng không có cái gì hết, nó chỉ là nguyên cái khối thôi. Mình nghĩ cái này họ thiết kế cố tình như vậy để tạo ra cái chân nó lật hơn nha các bạn. Và cái phần chân này thì nó chỉ có một cái giáp khỉ phía dưới này thôi, toàn bộ nó sẽ được sơn giả kim loại các bạn xem nè. Nhựa thôi nhưng mà mình nhìn cái chất kim loại nó rất là tốt. Và phía sau này cũng có một cái phần nhấn màu đỏ nè. Thật sự em này nó thiết kế cái tổng hòa cực kỳ đẹp luôn các bạn. Rồi tiếp tục là cái phần phụ kiện thì mình sẽ có hai cái khẩu súng như thế này. Đây các bạn xem nè. Cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ chi tiết ha. Cái chất sơn cực kỳ tốt luôn, nó hơi mờ ha. Và các bạn có thể gắn vào hai cái bên sau này của em ốp nè. Cái này là cái khớp cầu luôn nha các bạn. Đó, wow, cực kỳ chắc luôn. Wow, cái này cực kỳ chắc nha. Đó, và cái này ha, vì là cái cơ chế khớp cầu nên các bạn xem nè, cái này rất là hay. Khi mình tạo dáng mình có thể đẩy được tất cả các cái hướng, nó giúp cho cái hai cái khẩu súng này khi tạo dáng nó tạo ra nhiều cái dáng rất là tốt. Và tiếp theo nó cho mình hai cái dao ha ha. Đây là hai cái dao cực kỳ lớn luôn, các bạn xem nè, cái tỷ lệ nè, nó gần như bằng em ốp luôn. Và cái này mình có thể lắp ở cái phía sau đây. Đây, rất là dễ. Các bạn xem nhé, cái phần màu xanh này nè, mình sẽ lắp vào như thế này. Đó, lắp cả hai bên luôn nha. Đó, và ở đây nó xuất hiện cũng có một cái khớp nữa. Rất là hay, các bạn xem nè. Mình có thể đẩy cái dao này lên tất cả các cái hướng luôn. Wow, cái này ha, kết hợp với phần súng ở trên tạo dáng cực kỳ ngầu luôn các bạn. Và cái dao này nó cũng sơn cái kim loại nha các bạn. Cái phần này cái sơn kim loại rất là tốt, nó tạo cảm giác giống như là cái dao bén thật sự gì đó. Và trên này nó cũng được sơn những cái màu kim loại khác, nó đậm hơn. Và cái màu xanh và cái màu vàng này cũng được sơn kim loại luôn. Và chi tiết rất là sắc nét luôn ha. Và ở đây xuất hiện thêm một chút xíu nữa. Đây, có hai cái port như thế này. Đây, hai cái port này là sơn kim loại. Và tại sao xuất hiện hai cái port này thì đây, lý giải nha. Ở đây mình có thể gỡ ra như thế này. Nếu bình thường các bạn không có dùng cái súng trên tay đó thì các bạn dùng cái port này, các bạn che lại cái chỗ này giúp mình. Đó, là một cái tay nó hoàn thiện, nó không bị lộ ra nha. Tương tự bên này cũng như vậy. Cái này là một cái chi tiết hãng làm rất là có tâm luôn. Và ngoài ra thì hồi nãy cái bàn tay đó mình có nói, ở cái bàn tay này nó xuất hiện một cái khe. Cái khe này là ở đâu? Chính xác là ở trên đây nha các bạn. Đây, đây là cái dao. Cái dao này ở cái phần cán nó có hai cái vị trí như thế này. Mình lắp vào như thế này. Rồi sau đó mình sẽ cầm cái ngón tay này lại. Và em ốp này cầm vũ khí cực kỳ chắc. Công nhận là hãng thiết kế cái này hay ha. Rất là dễ gắn, rất là dễ chơi. Và các bạn xem nè, cầm luôn. Và cả hai bên tay đều có thể cầm vũ khí nha các bạn. Tiếp theo là nó cho mình một cái bay như thế này nha các bạn. Và nó cho mình thêm một cái dụng cụ như thế này. Đây là cái hỗ trợ nè. Thì ở đây cái phần đuôi nè, nó có một cái vị trí như thế này. Mình có thể lắc ra, mình kéo nó ra như thế này ha. Rồi, thì ở trên này nó có 4 cái lỗ nè. Mình có thể gắn được tất cả các vị trí. Các bạn chỉ cần đẩy mạnh xuống là được thôi. Đó, cái này thì mình thấy nó có vẻ làm quá chặt luôn á. Họ cố gắng làm chặt để cái này nó giữ được nha các bạn. Và các bạn xem nhé, ở trong này nè, nó có một vị trí như thế này. Mình sẽ gỡ ra. Đó, mình xoay, mình gỡ cái phần này, nó lòi cái chốt này ra. Thì ở phía dưới của em ốp nè, các bạn xem nhé. Ở phía dưới này nó có một cái lỗ như thế này. Mình có thể gắn nó vào là nó giữ được em ốp ở trên cái bay này luôn nha. Tuy nhiên mình thấy có vẻ là em ốp nó hơi nặng và cái này nó hơi yếu chút xíu. Nghĩ là mình phải siết ốc này thì nó mới giữ được tốt hơn nha các bạn. Cái bay này nó còn chưa hết đâu, nó có cái này cũng khá là hay nè. Mình sẽ gắn cái này lại. Thì ở đây các bạn xem nhé, nó có một cái chốt như thế này. Mình có thể trượt nó ra. Đó, rồi mình nhìn trên này nè, nó có 4 cái mảnh như thế này nè. Đây, các bạn thấy phía sau không? Mình sẽ nương cái tay mình đẩy nó ra, trượt cái miếng này ra. Đó, nó lộ một cái khe như thế này. Rồi, mình lắp cái này xuống. Đó, rồi sau đó mình sẽ khóa cái này lại nha. Đó, nó giúp giữ cái này chắc hơn. Thì lúc này nè, mình sẽ có thể đẩy tới, đẩy lui như thế này. Đó, trượt đi tất cả các cái hướng ha. Và cái này nó giúp cho cái này nó linh hoạt hơn nha các bạn. Và ở phía trong này cũng có một cái vị trí mình có thể xoay nè. Đó, các bạn xem nhé. Xoay, đó, nó như thế này ha. Ngoài ra thì mình lắp cái này lại, mình cũng có thể có hai cái phần chấu như thế này. Nó có thể bấu vô một số cái vị trí khác để giúp con ốp nó đứng tốt hơn ở các cái vị trí mình muốn bấu dáng nha. Đó, như thế này nè các bạn thấy không? Nó giữ được ha. Cơ bản là phần phụ kiện là như vậy nha. Vừa rồi thì mình đã unbox và review xong em Ultimate Primal đến từ
Flame Gold các bạn thấy như thế nào? Tổng kết lại một chút xíu. Đây là một con em Ultimate Primal mà hãng đã thiết kế cái hình tượng rất rất là đẹp, chi tiết đẹp, sơn đẹp, khớp cực kỳ tốt luôn các bạn. Và chiều cao tuy nó hạn chế nhưng nó vẫn tạo hình một cách rất 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 là mạnh mẽ luôn. Và mình thực sự rất rất là mê cái em này luôn. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết với phần comment nha. Nếu thích hãy cho mình một like, một share. Các bạn chưa subscribe thì hãy subscribe giúp mình và bấm vào nút chuông nếu chưa bấm nút chuông, và đừng bỏ qua những video clip tiếp theo của mình nha. Và bây giờ nán lại đi ngay phần show in nha. Let's go.